nay mình sẽ clip này mình sẽ làm phân biệt là con cá là hén trống, con cá là hén mái nha. Các bạn nhìn hai cái đầu này là các bạn sẽ nhìn này, nếu mà nhìn phần đầu là con cá là hén này, đây là cá hén mái nha. Này là do nó đẻ rồi nên cái đầu nó bị ốp vô đó. Còn đây là con cá là hén trống. Đây là con cá là hén Thái Châu nha. Này là con sọt nha các bạn. Đó, các bạn nhìn nếu mà đây là đồng cỡ luôn á. Con trống còn nhỏ hơn một chút do mình ghép đôi nữa các bạn. Đây, các bạn thấy là cái bộ phận sinh dục của con cái nè, nó hình rất là to, nếu mà nó đang đẻ thì nó lồi rất to. Còn con cá là hén trống á thì bộ phận sinh dục nó lúc mà đó nó có chút két à. Thì nó khi mà con cá mái nó đẻ thì bộ phận sinh dục nó lồi ra hết luôn nha các bạn. Đó, nãy các bạn thấy nha. Đó, nếu mà phân biệt được con trống mái là bộ phận sinh dục là chính xác nhất. Đây, các bạn thấy không? Bộ phận sinh dục nó rất là to. Nó có hình này giống như hình chữ U đó. Còn của con đực nó giống như hình chữ V tại vì nhỏ các bạn. Đó, nếu mà các bạn một số cái là phân biệt bằng cái đầu là không chính xác. Cái đầu nếu mà cái này do nó đang sinh sản nha, nếu mà không có sinh sản là cái đầu của con cá mái còn to hơn đầu cá trống luôn, do nó phẩm chất cao nha các bạn. Đây các bạn thấy bộ phận sinh dục nữa không, đó rất là to. Còn bộ phận sinh dục của con cá đực nè, đó con cá mái là giống như hình chữ U, còn con đực là giống như hình chữ quê, là nó tốt lại nhỏ lại như bạn đó không ạ. Đây con mái nè, đây là cách phân biệt con cá trống cá mái là chính xác luôn. Mình không nói là khoảng 95% trở lên á. Đây là nó đang sinh sản nha các bạn. Thấy không? Đây con đực nè. Nó giống hình chữ V không? Còn cái đó rồi. Nè. Rất là to nè. Đó. Nó giống hình chữ U luôn á. Đó các bạn không? Đây là cách phân biệt chính xác luôn nha các bạn. Những cái khác là mình không thể nào phân biệt chính xác lắm. Nhưng mà nếu mà cả các bạn mua nuôi thì các bạn lựa cá nó lên đầu luôn nha các bạn. Giờ mình coi hoàn sinh dục của hai con cá lại khác nhau thì chính xác nhất. Chứ mà mua thấy không, đây là cái đầu con cá cái mái nè, còn to hơn đầu con cá trống nữa. Rồi ok các bạn nha, nếu các bạn thấy cái clip ok thì các bạn like, đăng ký, chia sẻ để nhận video vậy. Mình quay cái đoạn là nó có thể là ấp trứng rồi nha các bạn. Rồi tạm biệt các bạn. Có lẽ bộ phận sinh dục rồi. Ủa, trứng là to. Rồi ok các bạn.